Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube VNews. Cảm ơn gần 700.000 khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng tin tức VNews trong thời gian qua. Bằng những thông tin nhanh, chuẩn xác và thời sự, kênh YouTube VNews tự tin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng Huyền Trang đến với những tin tức đầu tiên. Hà Nội từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, một số địa bàn được mở trở lại dịch vụ ăn uống nhưng chỉ bán mang về. Qua báo cáo của Sở Y tế đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Cụ thể, số ca mắc tại cộng đồng trong 3 tuần gần đây có xu hướng giảm, đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn thành phố, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 bao phủ cơ bản toàn bộ đối tượng trong diện tiêm chủng. Trên địa bàn thành phố có một quận nguy cơ rất cao là Thanh Xuân, hai quận nguy cơ cao là Hoàng Mai, Đống Đa, chín quận huyện nguy cơ Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng và 18 quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 241 TBVPCP ngày 12 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại thông báo số 486 TBTU ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, các đồng chí bí thư quận, huyện, thị ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau. Nguyên tắc thực hiện Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 20 CTUBNZ ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đánh giá, phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ, ra soát các khu vực phong tỏa để thu hẹp quy mô, đảm bảo thực hiện nghiêm thực hiện chất việc cách ly y tế trên địa bàn, duy trì hoạt động các pháo đài chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn, lấy người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn chủ động triển khai kế hoạch phương án tổ chức các trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn để sẵn sàng đáp ứng và đảm bảo tiếp cận y tế của người dân từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, tránh hai khuynh hướng. Thứ nhất, lơ là chủ quan, mất cảnh giác, xây sư với kết quả ban đầu sau thời gian dài thực hiện phòng chống dịch. Hai, nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch từ 12 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021, đối với các địa bàn quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 CTUBNJ ngày 3 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên, thực hiện 5K quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, xây dựng hướng dẫn triển khai các tiêu chí điều kiện, biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh, độ bao phủ vaccine, ý thức chấp hành của người dân và liên tục theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng quét mã QR cho toàn bộ người dân, các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của thành phố. Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, phối hợp với các đơn vị của của Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế triển khai nhanh các phần mềm quản lý di biến động dân cư và các dữ liệu phòng chống dịch theo hướng dẫn tích hợp của các dữ liệu liên quan vào mã công dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thống nhất nguyên tắc tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch kinh doanh đảm bảo sinh kế của người dân. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không tuân thủ quy định công tác phòng chống dịch của thành phố. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai các trạm y tế lưu động trên địa bàn nguyên tắc nêu trên, thống kê đối tượng bệnh nền, đối tượng nguy cơ và địa điểm nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý khẩn trương giả soát, đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh để báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phương án phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày 21 tháng 9 năm 2021. Gửi báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đồng thời gửi Sở Y tế chậm nhất trong ngày 17 tháng 9 năm 2021. Sở Y tế chủ trì tổng hợp ý kiến các đơn vị tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 18 tháng 9 năm 2021 để xem xét ban hành chỉ thị về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới. Cụ thể theo công điện chiều ngày 15 tháng 9 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, với các địa bàn quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 6 tháng 9 được hoạt động một số cơ sở kinh doanh kể từ 12 giờ ngày 16 tháng 9. Theo công điện 3084 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố chỉ còn một quận nguy cơ rất cao là Thanh Xuân, hai quận nguy cơ cao là Hoàng Mai, Đống Đa, chín quận nguy cơ Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng và 18 quận huyện thị xã còn lại ở mức bình thường mới. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cho phép từ 12 giờ ngày 16 tháng 9 với các địa bàn quận huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 CTUBNZ ngày 3 tháng 9 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hiệu lực từ ngày 6 tháng 9 được phép hoạt động trở lại. Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Theo công điện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 5K, quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tối đa tiếp xúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý khẩn trương giả soát, đánh giá, thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh để báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch và phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh sau ngày 21 tháng 9, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chậm nhất trong ngày 17 tháng 9. Trước đó như đã thông tin, ngày 13 tháng 9, Thường trực Thành ủy đã có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy yêu cầu trên cơ sở kết quả đạt được Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân thành phố xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9. Trong cuộc họp Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 14 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cũng cho biết, sau ngày 15 tháng 9 thành phố sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động dựa trên tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh. Đến nay Hà Nội đã trải qua gần 2 tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đang triển khai hai chiến dịch thần tốc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trên địa bàn thành phố và xét nghiệm diện rộng toàn thành phố để bóc tách triệt để F0 trong cộng đồng. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố Hà Nội hiện đã triển khai thực hiện được 16 đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc nghị quyết 21 của Chính phủ và phương án 170 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 9 đến 12 giờ ngày 15 tháng 9, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được 92.765 mũi vaccine phòng COVID-19. Tổng 16 đợt thực hiện tiêm được 5.054.473 mũi tiêm, sử dụng 4.616.062 liều vaccine, trên 5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 86,1% trên tổng số vaccine được cấp kênh youtube chính thức của vnews truyền hình thông tấn là kênh truyền hình thuộc thông tấn xã việt nam được xác định là một kênh chuyên biệt về thời sự chính luận phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện ở trong nước cũng như quốc tế hy vọng thông tin trên cũng sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của vnews còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo